chạy xe có gì kỳ mày? À, biết chạy xe không? Lâu lắm rồi mới có cái đơn sửa các bạn. Bình thường mấy tháng trước á, là tầm cái 8 giờ lúc nào cũng có đơn sửa. Tầm cái tự nhiên nó hết vốn hay là sao không biết nữa. Mấy tháng ngày này đâu có đâu, bây giờ nó có lại nè. Bao nhiêu người ta? 321 đúng không chị? Dạ đúng rồi, dạ đây chị ơi. Dạ. Nhiêu? 24 hộp. 24 hộp gì? Ngày hôm qua má chở 14 hộp bò hốt về. 24 hộp. Hai thùng mình chữa được. Qua trên ông chở một phút không mà. Rồi cảm ơn chị. Chạy xe có gì kỳ mày? À, biết chạy xe không? Để em này nhanh. À, quên chưa? 259. 259. Dạ đúng rồi.